Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Forerunner nhé, dòng xe bán tải, xe dòng xe quốc dân của thị trường Việt Nam. Hiện tại thì cái chính sách giá bán của dòng xe Forerunner đang được điều chỉnh giảm cực kỳ sâu về tiền mặt, cũng như là đang có cái mức khuyến mại về phụ kiện, về bảo hiểm ở thời điểm này cực kỳ là cạnh tranh anh em nhé. Hiện tại Forerunner được bán ra thị trường với 6 phiên bản, bao gồm có 4 phiên bản lắp ráp tại Việt Nam và có 2 phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Hiện tại thì những cái phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thì đang có cái mức ưu đãi giảm gần 100% lệ phí trước bạ anh em ạ. Còn những cái phiên bản lắp ráp tại Việt Nam thì lại được hưởng cái chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, kèm những cái quyền linh động giảm cực kỳ sâu của đại lý bên em. Có những phiên bản lên tới 300% anh em nhé, nếu mà tính với cái mức áp thuế giảm 50% rồi mà bên em lại giảm cái quyền linh động thì có những phiên bản giảm lên đến 300%. Cụ thể chi tiết từng phiên bản như thế nào thì mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Forerunner XNS 4x2AT. Bản này thì hiện tại bên em lại có một xe màu đen VIN 2023 bị sót lại. Thực chất nó là xe mới 100% được hãng gửi về anh em nhé, được hãng gửi về. Cũng như là gì ạ, có cái mức giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 70 triệu anh em ạ. Giá xe của nó đang là 707 thì em tính trừ 70 triệu thì giá xe còn có vào bao nhiêu ạ? 637 triệu thôi, đúng không ạ? Vẫn được tặng dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình và một năm bảo hiểm thân vỏ nữa anh em nhé, chỉ đối với cái VIN sản xuất năm 2023 này thôi. Và sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 666 triệu, trả góp thì đang là 124 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là anh em ở tỉnh thì đang là 661 triệu, trả góp thì đang là 120 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký và chưa bao gồm các chi phí đăng ký chọn gói anh em nhé. Hiện tại thì cái chính sách giá bán này đang rất là tốt rồi. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì có thể gọi điện cho em để em hỗ trợ đặt xe cũng như là có cái chính sách giá bán tốt hơn, cạnh tranh hơn để gửi tới anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản XNS 4x2AT VIN sản xuất năm 2024. Với VIN sản xuất năm 2024 thì bên em cũng đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt anh em ạ. Vẫn tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da cũng như là camera hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 686 triệu, trả góp thì đang là 129 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 681 triệu, trả góp thì đang là 124 triệu. Với cái chính sách giá bán vô cùng đặc biệt như thế này, anh em lưu ý là phải đặt cọc thật sớm giúp em thì mới có những cái chính sách giá bán tốt và cạnh tranh được anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản XNS 4x4AT phiên bản số tự động tiêu chuẩn 2 cầu. Bản này thì đang có mức giá là 776 triệu. Chính sách giá bán của bên em cũng đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt lên đến gần 200, gọi là hơn 200% lệ phí trước bạ cho anh em nhé. Và vẫn tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 747 triệu, trả góp thì đang là 139 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 742 triệu, trả góp thì đang là 134 triệu. Đó. Hiện tại XNS 4x4AT phiên bản 2 cầu bên em đang có sẵn màu đen, màu trắng và màu ghi xám để có thể giao luôn. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Và tiếp theo em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3, đó là cái bản Forerunner Wildtrak. Với cái phiên bản Sport thì thực sự là không có xe nên em xin phép mà không chia sẻ. Em sẽ chia sẻ luôn tới cái phiên bản Forerunner Wildtrak anh em nhé. Bản này đang có mức giá là 979 triệu,
Với cái chính sách giá bán ở thời điểm này, bên em đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 80 triệu. Còn cái mức giá giảm sâu hơn thì anh em vui lòng gọi điện cho em để em sẽ hỗ trợ, cũng như là có cái chính sách ưu đãi và cái quyền linh động về giảm tiền mặt nó sẽ sâu hơn anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 928 triệu, trả góp thì đang là 173 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 921 triệu, trả góp thì đang là 167 triệu. Với cái mức ưu đãi như thế này thì hoàn toàn có thể được tặng thêm anh em một số những cái phụ kiện cơ bản nữa. Anh em cứ cảm thấy phù hợp đi đã, xong bắt đầu gọi điện cho em. Thì lúc đó cái chính sách giá bán nó sẽ cởi mở hơn rất là nhiều anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư. Đó là cái bản Forerunner Storm Check. Bản này thì đang có mức giá là 1 tỷ 039 triệu. Với cái chính sách ở thời điểm này, bên em đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 30 triệu, tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da và camera hành trình anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 077 triệu, trả góp thì đang là 229 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là anh em ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 064 triệu, trả góp thì đang là 217 triệu. Đó, đây là cái phiên bản Storm Check, phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan anh em nhé. Hiện tại thì bên em cũng đang có sẵn màu trắng, màu đen để có thể giao luôn. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì có thể gọi điện cho em để em hỗ trợ anh em đặt xe cũng như là có những cái chính sách giá bán tốt nhất và cạnh tranh nhất để gửi tới anh em. Anh em ạ. Và cuối cùng em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Forerunner Raptor. Bản này thì đang có mức giá là 1 tỷ 299 triệu. Với cái phiên bản Raptor này thì bên em đang hỗ trợ tặng giảm 100% lệ phí trước bạ cho anh em. Nên cái phiên bản này thì anh em gần như là có cái mức ưu đãi là cao nhất và nhiều nhất trong tất cả các phiên bản Forerunner, đúng không ạ? Vẫn được tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 306 triệu, trả góp thì đang là 278 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 290 triệu, trả góp thì đang là 262 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán mới nhất và cạnh tranh nhất của dòng xe Forerunner ở cái thời điểm dịp cuối tháng 6 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.